ngựa đẹp các bạn. Ở đây thì có 3 con ngựa. Đây, có con ngựa. Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh Tây Bắc TV1 các bạn. Đấy, chúng ta đang xem 3 con ngựa này. Đấy, con ngựa này là của cô này các bạn này. Đấy, 3 con ngựa này của cô này. Mình quay những hình ảnh cho các bạn xem nhé. Đây. Đây là một con ngựa xám các bạn. Màu nó xám xám. Đấy, trông nó không được mát mắt lắm. Đấy. Hình như là có bác đang tham khảo giá ngựa. Bác kia đang xem nhỉ các bạn nhỉ. Có bác đang xem trả 47 triệu ạ. 47 là bác ấy trả một cặp các bạn. Trong đó là có con này, con xám này và con này. Đấy, bác đang trả là 47 triệu hai con này. Tất cả với nhau mua thật thì cứ phải thêm. Mua thật đấy. Không rẻ đâu. Đắt lắm rồi. Đấy, con ngựa của bác kia nhé các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ xem tình tiết đi đâu và về đâu. Đấy. Hôm nay thì mình thấy là khá nhiều khách du lịch, những xe khách du lịch đi chợ phiên Cốc Ni để xem. Chợ này là chợ Cốc Ni nhé các bạn nhé. Chợ này luôn diễn ra vào sáng thứ ba hàng tuần. Đấy, một tuần chỉ có một buổi thôi. Và buổi đó là sáng thứ ba. Đấy, chúng ta đang quan sát 3 em ngựa. Họ đi rồi các bạn. Hình như là bác kia không mua được rồi. Bác ấy trả là 47 thôi. Còn chủ thì đang đòi là 48 triệu hoặc là bớt nữa là 500 thôi, có nghĩa là 47 triệu 500. Đấy. Ở đây chợ hôm nay thì duy nhất chỉ có 3 con này thôi. Thì video về chủ đề chợ trâu mình không quay nữa. Còn nói chung là mình không gộp vào video này ấy. Nhưng mà tí nữa mình sẽ quay đá qua để cho mọi người xem. Đấy. Đây con ngựa xám này. Cặp này thì lúc đầu cô báo giá là 52 triệu các bạn. Con này, con xám này và con nhỏ kìa là 52 triệu. Đấy, sau đó xuống giá là 78 triệu thì mới chốt đơn, gọi là báo giá 52 nhưng mà giá chốt thực tế là 48 triệu các bạn, sorry, 48 triệu. Nhưng mà thương lái họ chỉ trả 47 triệu thôi. Đấy. Hai bên vẫn chưa thương lượng được giá cả nên vẫn chưa làm việc được. Đấy, đây là con xám nhé các bạn nhé. Con ngựa xám. Cứ gọi như vậy đi. Đấy, con này. Có một con to hơn. Con này thì bác ấy đang đòi là báo giá là 30 triệu các bạn. Đây. Đấy, con dây thừng này. Còn con nhỏ này và con này nó một cặp. Người ta vừa trả cặp này đấy các bạn. Đấy, chợ phiên thì khá là đông. Khu vực kia là khu vực chợ lợn nhé các bạn nhé. Video lợn thì mình quay vào video riêng. Nói chung là tính của mình là thích cái gì riêng ra cái đấy để cho các bạn đỡ lẫn lộn, để xem đỡ lẫn lộn ấy. Còn nếu mà đá qua hình ảnh thì đá qua thôi. Còn về nội dung chính ở trong một video thì thường thường là mình quay video nào thì riêng ra video đấy. Đây con này này các bạn này. Trời đang mưa phùn các bạn. Đang gọi là những hạt sương rất là nặng. Có một số thì đội mũ rồi che ô, mặc áo mưa. Mình thì hiện tại thì đang đầu trần các bạn, ướt hết rồi. Đấy, các bạn có thể là thấy ở trên đỉnh núi à, sương kìa. Đấy, mùa đông mà, sương mờ rất là nhiều. Đấy, sương kìa, đấy. Rất là nhiều. Thôi, tóm lại là chợ phiên hôm nay chỉ có 3 con ngựa này thôi các bạn. Và chủ đây. Đấy, đây là một con nhá. Tóm lại là hôm nay mình con này này, con kia là cô ấy đang báo là 48 triệu. Còn con lẻ đây là 30 triệu các bạn. Đấy. Hôm nay chỉ có bằng này thôi. Còn mình sẽ quay khu vực chợ dê cho các bạn xem. Đây này, đấy. Đây là khu vực chợ dê nhé các bạn nhé. Đấy, khu vực chợ dê mà mình có quay video lẻ riêng cho các bạn xem đấy. Rất là nhiều các bạn. Dê buổi sáng ngày hôm nay cũng khá là nhiều và nhiều con to. Và dê đực thì giá nó rơi vào 13,5 đến 14. Còn dê
cái tơ đẹp thì rơi vào 13, 12 và dê cái bình bình thì rơi vào 10 đến 11. Đấy. Tóm lại là như vậy các bạn. Giá thì nó cũng không dao động nhiều so với tuần trước hoặc tuần trước nữa. Lúc nào nó dao động nhiều nó phải rơi vào 16 cơ. Nhưng mà mình không thấy nó lên nhiều giá các bạn. Đây, ngựa này. Con này con đực nhỉ? Con cái kia mới là con đực cái con cái. Con này không biết thay răng cho mình, không biết xem. Ví dụ con này nó thay răng chưa cô? Không ạ. Cô biết cũng chưa thay ạ? Không thay ạ. À, không thay à? Không già lắm à. Ngựa non à? Con này cũng béo béo phết nha cô nhỉ? Thế thế mà họ trả 4... Cái này là hai đứa, cái này không thay ạ. Vâng. Họ trả 475 à? À, họ trả 47 thôi à? 47. Trả lên 47, à. Lăng lên 48. Không không chốt được nhỉ? Chắc là không được giá, không không lấy vào được ấy. Mình lấy đắt hơn hoặc là lấy bằng quá nó không được nãi. Mua đấy, mua đắt tiền đấy. À. Cô ở đâu? Nhà đấy ở Đà Nẵng mà. Cũng gần đây nhỉ? Cô dắt bộ đến hay đi xe ạ? Đi xe, đi bộ đấy. À đi bộ, à, chính tỏ nhà gần. Xa đâu à, thỉnh thoảng thấy cô đi nhỉ? 6 cây là 7 cây thôi. Ui, có 7 cây mà đi phải hơn tiếng. Thế phải đi bộ hơn tiếng ấy. Đi bộ đấy không, không xa. À. Ở nhà leo mà. Vâng, vâng. Ở nhà, nhà leo. Nhà cũ thì xa. Vâng, nhà leo thì ở chỗ này. À, kiểu có trang trại riêng đi. Trang trại mà. À, cháu hiểu rồi, hiểu rồi. Có nghĩa là cô có hai địa điểm, hai nơi. Đấy, có trang trại và một nhà, nhà cũ thì xa. Còn trang trại thì gần đây. Đấy. Cái con dây thừng này nó già hơn này các bạn này. Còn hai con non này cô bảo chưa thay răng. Mình thì cũng không xem về ngựa nhiều. Chủ yếu là đi chợ phiên quay rồi hỏi giá lại để báo lại cho các bạn để các bạn tham khảo thôi. Còn mình thì cũng không phải chuyên gia các bạn. Biết đâu một ngày không tới là đi quay nhiều cũng có kinh nghiệm nên để truyền đạt lại cho các bạn. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì vẫn còn non và xanh xao lắm các bạn. Ờ, con này nó khá hiền các bạn. Đây mình quay cho bạn xem này. Nó khá là hiền. Xa tí thôi. Đấy, sờ vào nó ấm lắm các bạn. Cho xem răng tí, cho mình xem răng tí. Cái này là thay chưa? Chưa thay nhỉ các bạn nhỉ? Đấy. Tổng số là 6 răng à? 1, 2, 3 3 chia đôi ra là 6 răng. Con này cũng hiền. Con này nó cũng hiền các bạn. Ơ con này nó hiền nhỉ, nó cứ nhìn mình thôi. Hai đối thủ chọi nhau.
ăn đi, đi ăn cỏ đi. Đi ăn cỏ đi. Con này nó đứng hình các bạn ạ. Nó đứng hình. Thôi, có lẽ là mình cũng xin tạm dừng video tại đây các bạn. Mình chỉ quay một đoạn ngắn ngắn để cho các bạn xem chợ phiên. Đấy, khu vực chợ Công Ly nó diễn ra như thế nào. Và chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay là mấy con ngựa này. Còn những con trâu, con bò thì chắc có lẽ là mình quay vào video khác các bạn. Video này phải triển khai Trung Quốc, nó phải một cửa hết. Bây giờ một cửa hết rồi, phải bắt đầu cũng được bắt lấy vé của trâu. Vé trâu lại cũng được. Nó đã mở đâu bác? Thần Tung giá chưa, toàn thông tin đồn thôi. Chuẩn bị mở đấy. Chuẩn bị thế bảo người. Nó lại dính cái Covid á? Covid nhỉ? Covid phổi trắng ấy. Vâng, nó lại xuất hiện loại biến thể mới. Biến thể phổi trắng. Thế bảo mùng 8 tháng 1 này cơ. Nhưng mà không thấy vậy trên đài báo nói vậy thôi. Còn cũng chưa biết cụ thể. Thấy thông báo vậy. Còn trâu thì chắc chắn là chưa qua rồi, nhưng mà thương lái họ mua nhiều nhỉ bác nhỉ? Trâu toàn cho xôi, trâu mua về nhiều hết đấy. Còn xe nó còn về nữa. Úi giời. Nên hôm lọ qua phiên trước cho lên Bắc Hà đến tầm này không còn một con nào. Họ mua từ tối thứ bảy rồi. Sợ. Xui lên mua à? Nhưng mà ý cháu này tại sao ở xui nó đầy lên đây mua ấy. Thịt nó được à? Thịt nó được hơn à? Ở đây rẻ hơn. Thế người họ một số người comment ở trên video cháu nào họ bảo ở dưới xui còn rẻ hơn mà không thấy mua. Xui châu nó không ngon. Ở đấy chắc là cháu nghĩ là đây là châu đồi. Châu đồi nó thịt nó không. Châu dưới kia là châu cá. Vỗ, châu vỗ. Vỗ. Làm thương phẩm nó không được ấy. Đúng rồi. Nó bị tiêu hao, ví dụ sấy là nó hao mỡ. Còn trâu đây. Trời sấy mẹ trâu đấy mà sấy nó chảy mỡ hết rồi. Vâng, trâu đây nó chắc thịt. À đây có con trâu độc nạ này các bạn này. Đây có con trâu độc nạ ở chợ phiên các bạn, đây. Con này cũng là con ngon lắm nhưng mà chẳng qua nó đùi nó không có thịt mấy thôi. Đấy, trâu độc nạ ở chợ phiên nhé các bạn nhé. Nhưng mà con này ngon, nó trâu nào.